Bốn nam ca sĩ hải ngoại rất thành công giàu có mà không cưới vợ, duy nhất một người hé lộ đã có con. Chuyện đời xưa nay có định kiến cho rằng tình yêu của nghệ sĩ thường không bền, vì họ đều là những người đa tình, dễ trung cảm. Chính vì thế cái mác đào hoa, nhiều vợ thường hay được nhắc cùng nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều đó không đúng với những mỹ nam sau đây của Trung Tâm Thúy Nga. Dù đẹp trai, giàu có, đời tư cũng nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng tới tuổi U60 vẫn nhất quyết không chịu kết hôn, gây rất nhiều tò mò cho khán giả. Đầu tiên, nam ca sĩ nổi tiếng chung thủy Trung Tâm Thúy Nga là Trần Thái Hòa. Suốt 22 năm qua, anh là gương mặt quen thuộc trên các chương trình của Trung Tâm, một trong những nhân vật hiếm hoi được bà chủ Marito công khai thán phục vì giọng hát và nhân cách chính trực trong dòng nhạc tình ca tại hải ngoại. Kể từ sau năm 2000, khi phong trào nhạc thính phòng bắt đầu nở rộ tại các phòng trà và sân khấu, cùng với Nguyên Khang, Trần Thái Hòa là một trong hai nam ca sĩ tiêu biểu nhất. Vừa bước sang tuổi 50, Trần Thái Hòa là người con của buôn Mê Thuột, gia đình có bốn anh chị em. Song thân của anh đều là người Huế, vào buôn Mê Thuột sinh sống từ năm 69 đến năm 82, thân phụ và người anh cả xuống Sài Gòn, tới năm 83 thì rời Việt Nam. 10 năm sau đó thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, mới được bảo lãnh sang Hoa Kỳ, theo diện đoàn tụ và định cư tại miền Nam Cali cho đến nay. Hơn 35 năm ở Mỹ, đạt được nhiều thành công. Tên tuổi gắn liền với Trung Tâm số 1 hải ngoại, có chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc. Có hai dấu hỏi lớn mà khán giả vẫn thắc mắc với Trần Thái Hòa. Đó là tại sao anh không một lần về Việt Nam biểu diễn và vợ con của anh là ai? Trả lời về việc không hát trong nước, nam ca sĩ cho biết Hòa muốn hát những bài hát Hòa muốn hát và muốn hát những bài hát thính giả thực sự muốn nghe. Chứ Hòa không muốn chỉ hát những bài được phép hát, được phép phát hành, được phép nghe thôi. Đấy là lý do Trần Thái Hòa từ chối những show diễn tại Việt Nam. Riêng về tình trạng hôn nhân, anh cũng lần đầu xác nhận mình đang độc thân, cho biết thêm vẫn đang trong quá trình tìm người bầu bạn, dù đã bước qua tuổi 50. Thậm chí Trần Thái Hòa còn cho biết, tiêu chí tìm người yêu của anh là ai dễ thương chung thủy, giỏi giang hiếu thuận, còn độc thân mà đang muốn tìm người yêu để lập gia đình vậy là đủ. Mỹ nam tiếp theo mà đời tư vô cùng được quan tâm tại Trung Tâm Thúy Nga, không ai khác là Đoàn Hồ. Có thể nói Đoàn Hồ là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của làng nhạc hải ngoại từ thập niên 1980. Có một thời gian dài, anh liên tục làm mưa làm gió trên khắp các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ từ Mỹ cho đến Âu Châu và Úc Châu. Nhà báo Trường Kỳ từng nhận xét rằng ở đâu có người Việt sinh sống thì ở đó đều đã từng có mặt Đoàn Hồ. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng đối với các sân khấu ca nhạc ở hải ngoại, bởi vì khi rời Việt Nam hơn 44 năm trước, từ năm 1980, Đoàn Hồ vẫn chưa từng về lại. Tên thật của Đoàn Hồ là Hồ Mạnh Dũng, sinh năm 62 tại Sài Gòn, xuất thân trong một gia đình di cư từ Bắc vào năm 54. Bố của Đoàn Hồ là công chức, có thời gian làm việc cho Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan. Năm 80, khi mới 18 tuổi, anh theo người anh kế vượt biên, sau nhiều lần di cư thất bại, mới đặt chân được tới Hoa Kỳ. Đoàn Hồ gây ấn tượng với khán giả, với giọng hát rất đặc biệt và khác biệt, dáng vẻ bề ngoài tự tin và bản lĩnh, cùng với trang phục hầu như lúc nào cũng rực rỡ. Thành công của Đoàn Hồ trong sự nghiệp hơn 30 năm qua không phải là ngẫu nhiên, mà chính nhờ sự phấn đấu, học hỏi và sáng tạo trong từng tiết mục trình diễn. Anh cũng thường song ca với nhiều nữ ca sĩ, nổi tiếng nhất là với Ngọc Lan và Lâm Thúy Vân. Thời điểm xuất hiện hình ảnh Đoàn Hồ cầm tay Như Ý, trên mạng xã hội nhiều đồn đoán cho rằng hai người yêu nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là buổi chụp hình cho video của Thúy Nga. Cũng giống như Như Ý, Đoàn Hồ cũng không đặt nặng vấn đề phải lập gia đình hay không. Chính vì vậy nên dù đã ở tuổi gần 60, anh vẫn sống độc thân. Hiện tại, Đoàn Hồ vẫn đang sống chung nhà và chăm sóc người mẹ thân yêu của mình. Anh chàng ca sĩ tiếp theo cũng rất đẹp trai, mà có đời tư kính tiếng của Trung Tâm Thúy Nga, được yêu thích hàng đầu ở hải ngoại thập niên 1990, chính là Lâm Nhật Tiến, khán giả khắp nơi yêu mến bởi chất giọng đặc biệt truyền cảm. Anh đã cộng tác thường xuyên với Trung Tâm Asia trong khoảng thời gian từ năm 94 tới 2016, và sau này là cộng tác với Paris By Night, sinh năm 71 tại Sài Gòn. Anh là con út trong gia đình, gồm 7 anh chị em. Từ thuở nhỏ, Lâm Nhật Tiến đã rất đam mê âm nhạc. Năm 81, anh cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư, rồi học trung học và tốt nghiệp đại học ngành y. Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, nhờ sở hữu ngoại hình lý tưởng, với chiều cao 1m78, Lâm Nhật Tiến đã từng làm người mẫu, là một giọng hát bản năng, không được đào tạo. Nhưng qua quá trình tập luyện, anh đã nổi như cồn với các nhạc phẩm Em Đã Quên Một Dòng Sông, Một Lần Nữa Thôi,
mãi yêu người thôi, căn gác lâu đày, có sự nghiệp đáng mơ ước, sau bao nỗ lực và không ít khó khăn thử thách, đặc biệt là biến cố với nàng tiên nâu, suýt mất đi sự nghiệp. May mắn là Lâm Nhật Tiến đã đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hiện tại tuổi 52 trên đất Mỹ, Lâm Nhật Tiến thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ với nhiều bạn bè nữ giới. Anh giới thiệu họ là các tình yêu của đời mình. Tuy nhiên nửa kia của chàng ca sĩ vẫn chưa được công khai. Anh tâm sự, công việc của tôi tuy được nhiều người yêu quý, nhưng để có thể tìm được một người hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông thì không dễ. Vậy nên tôi chọn cuộc sống độc thân. Dẫu vậy, anh bất ngờ tiết lộ một sự thật, khiến rất nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng, rằng mình đã có con. Năm nay con của Lâm Nhật Tiến đã 21 tuổi, nam ca sĩ cuối cùng trong danh sách những anh chàng U60 vẫn còn độc thân của Trung tâm Thúy Nga, chính là Lương Tùng Quang. Hiện tại anh đang cộng tác và là một trong những giọng hát gắn bó khá lâu và quen thuộc đối với khán giả mỗi khi xuất hiện trong các chương trình Paradise Night. Tên thật là Lương Quang Trường Chinh, sinh ngày 30 tháng 7 năm 71 tại Sài Gòn. Lương Tùng Quang là con út trong một gia đình gồm 4 người con trai. Một trong ba người anh của anh vượt biển vào năm 80, định cư tại Úc và sau đó bảo lãnh Lương Tùng Quang, một người anh và mẹ sang đoàn tụ vào năm 90. Khoảng tháng 7 năm 98, anh chính thức đặt chân sang Mỹ sinh sống và cộng tác với Trung tâm Vân Sơn 3 năm, trước khi anh chính thức về với đại gia đình Thúy Nga. Sau buổi thử giọng thành công ở phòng thu của Trung tâm Vân Sơn, với ca khúc Cuộc Tình Đánh Mất do chính anh đã soạn lời Việt cho nó, anh chính thức ký hợp đồng với trung tâm này và đã gắn bó với nó trong 3 năm. Năm 2001, Lương Tùng Quang chính thức làm việc với Trung tâm Thúy Nga. Cũng từ lúc bắt đầu làm việc với Trung tâm Thúy Nga, Lương Tùng Quang luôn tự tạo cho mình một vị thế đặc biệt, một cá tính, một con đường đi riêng biệt, tránh trùng lặp với những nghệ sĩ đang làm việc cùng trung tâm này. Anh chia sẻ, từ ngày cộng tác cho sân khấu Thúy Nga, anh được biểu diễn hai nhạc phẩm của riêng mình là Trái Tim Rạn Vỡ và Khúc Mưa. Điều đó rất có ý nghĩa với anh vì nó là hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh, tạo được dấu ấn và sự gần gũi với khán giả hơn. Tại Trung tâm Thúy Nga, Diễm Sương được biết đến là nữ ca sĩ trẻ, có mối quan hệ thân thiết và gần gũi nhất với Tùng Quang trong tất cả các nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Thúy Nga. Trên sân khấu, hai người họ thường xuyên xuất hiện và song ca rất ăn ý cùng nhau. Chính vì vậy, đã có tin đồn Lương Tùng Quang và Diễm Sương có tình cảm. Thực tế, Tùng Quang chỉ coi Diễm Sương như là một người đồng nghiệp thân thiết, một người em gái trong công việc mà thôi. Năm 2009, trong một dịp về nước để biểu diễn, Lương Tùng Quang đã cùng Hoa hậu Vân Anh chụp loạt những bức hình đầy tình cảm, lãng mạn. Trước nhiều câu hỏi về mối quan hệ của hai người, Lương Tùng Quang vẫn xác nhận rằng mình còn độc thân. Đó là bốn anh chàng đẹp trai U60 mà vẫn độc thân này của Trung tâm Thúy Nga. Cho dù tình trạng hôn nhân của họ thế nào, chúng ta cũng sẽ luôn tôn trọng quyết định của mỗi người. Ai cũng có cách hạnh phúc riêng. Quý vị nghĩ sao về những ca sĩ này? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn đã theo dõi tới giây phút này. Trân trọng.